Đến chiều 26 tháng 10, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ ràng nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên quốc lộ 1A tại ngã tư thành phố Quán Hành, huyện Nghi Lộc, làm 3 người tử chiến và 1 người bị mến nặng. Trao đổi với phóng viên, chỉ đạo đội cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Lộc cho biết, do vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 3 người nên việc điều tra được giao cho đội điều tra của đơn vị. Hiện trường vụ tai nạn Mến Tâm. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 3 giờ 10 sáng 26 tháng 10, xe con mang biển kiểm soát 37A5107 do tài xế Võ Thanh Minh 1982, trú làng Mạc Nghi Trung, Nghi Lộc, chỉ đạo chở theo 3 người khách. Khi đang đi từ quốc lộ 1A rẽ qua ngã tư thành phố Quán Hành để qua đường tàu về nhà, chiếc xe con bất ngờ bị xe khách mang biển kiểm soát 43A3812 chưa rõ ràng danh tính tài xế, chạy theo hướng Nam Bắc đâm thẳng vào hông bên phải xe. Video khoảnh khắc xe khách tông thẳng vào xe taxi ở thành phố Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An, khiến 3 hành khách trên xe tử chiến tại chỗ. Cú đâm cực mạnh hất văng chiếc xe con vào lề đường. Tại hiện trường, xe con nát bét hoàn toàn. Chiếc xe khách hư hỏng nặng phần đầu. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe con tử chiến tại chỗ gồm ông Võ Văn Hải 1969, trú làng Mạc Nghi Trung, ông Võ Văn Tiến 1960, chị Lâm Thị Thanh 1971, cùng phi ông Tiến, trú tại Vũng Tàu. Tài xế Minh bị mến nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu. Được biết, tài xế Minh hành nghề lái taxi. Quá trình chở 3 hành khách trên đường đi thì gặp nạn Mến Tâm. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu đã có mặt tại hiện trường, cung cấp đưa các nạn nhân đi cấp cứu đồng thời phân luồng giao thông, phối hợp làm rõ ràng nguyên nhân vụ việc. Xe con nát bét biến dạng hoàn toàn.